Mời mọi người. Úi, cá to nha. Không biết là cá gì, mình cũng chưa nhìn thấy. Ôi mọi người ơi, con này dính cá đứt mất dây rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mọi người ơi, thì chiều tối hôm qua ấy, mình lại vẫn ra thay mồi và cắm câu, ngâm câu lại mấy cái dàn cồn câu của mình ở ngoài sông nha. Thì hôm nay sáng nay mình lại ra thăm xem là có cá không, mình sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Bây giờ thì mình mời mọi người cùng đi theo chân mình hay đi thăm câu nha. Ôi mọi người ơi, mình cắm ở dưới này một cái câu này mà mình không cần chì ấy, mình câu nổi nổi trên lưng lưng mặt nước này. Mình nghĩ là không có cá, mình đi ra xem thử nha. Mà đó, có cá này. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ôi mọi người, úi, cá to nha. Không biết là cá gì, mình cũng chưa nhìn thấy. Mình động vào câu cái thấy nó động động giật rung nên cái là mình nên lấy máy để quay cho mọi người xem luôn. Rồi mình sẽ kiểm tra xem cá gì nhá. Nhìn thì trông có vẻ cá nheo. Ui, có cái cành trà, lỡ đã không có nhỡ đâu, mất cá. Ui, con cá nheo to này mọi người ơi. Đây nha, được cá khủng rồi. Ý, con cá rất to. Bây giờ mình sẽ cắm cố định máy quay và gỡ cá nhé. Để cho an toàn tránh mất cá thì mình sẽ cho cá nó vào túi trước rồi mình mới gỡ nữa nhé. Đó, mà nó mà xảy mất thì uổng phí đó. Mọi người ơi, cá to này. Rồi cho nó vào túi nha. Cuối cùng cũng được một con to. Tuyệt vời nha cả nhà. Đây, bên này là những cái cần tiếp theo của mình. Dưới đây có một cây. Góc bên kia có hai cây nha. Rồi mình thăm cây này trước này. Rồi hết mồi rồi mọi người ơi, không có cá. Mọi người ơi, cần này là có cá ăn nhé, dính cá nhá, nhưng mà nó xảy ra mất rồi này. Mọi người biết vì sao không? Đây nha mọi người, vì mình dùng dây nịt này mình cột hòn đá vào, cột viên đá vào để làm chì nhá. Nhưng mà bây giờ viên đá nó tụt mất rồi. Thế là
Cần này là có cá ăn nhá, dính cá mà nó chắc nó mắc đầu ấy, nó xảy ra mất rồi, ruột ra mất rồi nhá, phí thế nữa. Rồi giờ kiểm tra ha, hai cần bên kia nhá. Mắc rác à? Hết mồi rồi. Nốt cần bên này thôi nhỉ. Không có động tĩnh gì. Hết mồi nha. Đây góc bên kia, kia mình còn hai cần nữa. Giờ mình sẽ ra thăm nốt nhé. Đây mình đến cần câu của mình rồi. Nhẹ hều à, không có gì. Bên này mình cắm 3 cần, mình nhớ nhầm nha. Bên này cắm 3 cần chứ không phải 2 cần. Cũng không có gì đâu. Ôi mọi người ơi. Cần này dính cá đứt mất dây rồi. Ôi sao phí thế nữa. Tiếc thế nhỉ. Rồi xong. Lại dính cá to nữa rồi. Tình hình là cái dây móc câu này của mình, mình làm dùng cái dây này không ổn rồi. Chắc là khả năng là mình sẽ phải thay hết đoạn dây khác nha. Dàn câu đến cái cần cuối cùng ở dưới này. Có cá mà ăn mà cuối cùng mất cá. Tiếc thật đấy. Thôi nhưng mà đến cần đầu tiên đã có thành quả được một con cá to này là mình cũng vui rồi nha. Đây cái luồng dây câu của mình ở dưới này nha. Rồi hết mồi luôn này, không được con gì rồi. Dưới đây là cái luồng bên trên nha. À, toàn bộ hết mồi luôn. Không được con cá nào. Thì mọi người ơi, đến cái cần này nó nhịp nhịp nha. Đâu rồi? Đây mình kiểm tra cho mọi người xem này. Với một con rô phi này. Đây nha. Một con rô phi to phết. Đây mình gỡ nó cho vào túi đã nhá. Mọi người ơi, con rô phi này. Cho vào túi với con cá nheo này nha.
Rồi mọi người ơi, vậy là thành quả đêm qua của mình ấy được có một con này thôi nha. Con này thì cũng khá là to, may mắn là không móm. Rồi thì mình cũng xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Giờ mình sẽ đi thay mồi câu cho những cái cần kia, và bây giờ mình sẽ không đánh chìm nữa mà mình sẽ đánh nổi nửng ở là mặt nước nhé, để xem là cá nó có vào ăn thì cả tỷ lệ cá bé nó phá mồi sẽ giảm đi, thì có khi là mình sẽ trúng cá to nhiều hơn nhé. Rồi bây giờ bye bye cả nhà nha, mình sẽ đi móc mồi câu lại đây.